Hương Thơ và chương trình Câu Chuyện Y Khoa của Bệnh viện Oncos xin được trở lại với phần 2 với bác sĩ Mary Trần. Và trước khi chúng tôi trở lại với đề tài ung thư ruột già, thì Hương Thơ xin nhắc quý vị vào mùng 5 tháng 5 nay, tại Bệnh viện Oncos lại tổ chức như hàng năm là chương trình Lotus Spring Ball, là một dạ vũ gây quỹ cho bệnh viện. Lần này sẽ có sự tham gia của ca sĩ Don Hồ cùng với Henry Trúc cùng nhiều ca sĩ khác. Xin quý vị mark lên calendar để tới cùng chung với chúng tôi trong cái ngày dạ tiệc rất là ý nghĩa này. Và trở lại với cái đề tài ung thư ruột già, thì mỗi lần mà tôi nói chuyện với các bác sĩ về GI, về chuyên về đường tiêu hóa đó, thì ai cũng khuyến khích vấn đề là đi soi ruột. Tôi soi ruột già để có thể cứu được mạng sống của mình. Tại vì giống bác sĩ nói phần đầu là cái triệu chứng nhiều khi nó không có rõ ràng. Và nhiều khi mình thấy cái triệu chứng rồi thì nó quá muộn. Thì thưa bác sĩ có thể nói thêm về cái vấn đề đi colonoscopy, là đi soi ruột già để truy tầm. Cái đó là cái cách truy tầm hiệu quả nhất, phải không thưa bác sĩ? Dạ, đúng chị. Thường họ có nhiều bệnh nhân của em cứ hỏi là tại sao mà khi mà khám phá ung thư, tại sao có nhiều bạn bè tôi hay là anh chị tôi đi bác sĩ thường xuyên hàng tháng hàng năm thử máu mà tại sao lại ung thư không ai biết được, sợ sao không có phát hiện sớm được. Thì như chị nói, những cái triệu chứng của cái ung thư nó không có một cái cụ thể. Khi mà có triệu chứng chẳng hạn đi cầu ra máu, khi bệnh nhân nói tôi cầu ra máu bác sĩ ơi, hay tôi bị xuống cân, thì nó cũng hơi trẻ rồi. Có hai loại ung thư chúng ta có thể truy tầm được là ung thư cổ tử cung và ung thư ruột già. Chúng ta có thể truy tầm sớm hơn được. Tại vì chúng tôi cũng nói phần đầu là ung thư ruột già nó thường thường bắt đầu khi mình càng lớn tuổi càng dễ bị hơn. Thì 90% ung thư ruột già là sau khi 60 tuổi trở lên. Thì chúng ta có thể bắt đầu soi lúc là cái tuổi mà hội đồng họ ung thư họ khuyên chúng ta bắt đầu truy tầm lúc 50 tuổi. Là bắt đầu 50 tuổi chúng ta có thể soi cái ruột già để coi chúng ta có bị ung thư không. Thường thường có rất nhiều bệnh nhân nói là bác sĩ tôi nghe người ta nói đau, soi rất là đau, hoặc họ nói là tôi thấy đi cầu tiểu đi cầu bình thường không có gì thay đổi hết, tại sao là phải soi, có thể bị lụng ruột, có thể nó ảnh hưởng di căn khác. Nhưng mà thưa quý vị, khi chúng ta có triệu chứng thì nó trẻ rồi, nó thể nó đến cái giai đoạn 3, giai đoạn 4, lúc đó quá trẻ. Chúng ta truy tầm là sao, là chúng ta chưa có triệu chứng gì phải không chị? Thì khi gọi truy tầm, còn nếu chúng ta có triệu chứng chúng ta là đi tìm bệnh là khác. Cho nên cho luật già là chúng ta truy tầm lúc bắt đầu 50 tuổi trở lên. Nếu mà trong gia đình chúng ta có người bị di căn, bị ung thư ruột già, chẳng hạn như là có mẹ, bố hay là người thân mà bị ung thư ruột già lúc 50 tuổi đi, thì chúng ta nên nói bác sĩ của mình để cho họ biết là có người gia đình bị ung thư sớm thì chúng ta phải soi 10 năm trước đó. Là 40 tuổi. 40 tuổi. Nếu chúng ta có gia đình bị 40 tuổi thì phải soi lúc 30 tuổi. Là 10 năm trước khi cái người trong gia đình bị ung thư. Gia đình mà có 40 tuổi mà bị thì mình 30 tuổi. Mình phải soi 10 năm. 10 năm trước đó. Cho nên mình phải... Tại cái khoảng cách đó là ung thư nó phát triển. Phát triển đúng. Và cái quan trọng nữa là chúng ta truy tầm lúc chúng ta chưa có một cái... Tại vì bất cứ ung thư, nhất là ung thư ruột già, nó bắt đầu từ cục bú nhỏ. Nếu chúng ta cắt cục bú đi thì nó không thành ung thư. Cho nên chúng ta khám phá sớm, nhiều khi bác sĩ soi ruột già, họ thấy mình có cục bú. Đó là polyp. Thì tùy loại, nhưng mà cái polyp đó họ cắt ngay tại chỗ luôn phải không? Họ cắt đi, rồi nếu mà nó nhiều thì họ bắt đầu họ có thể soi tùy theo 3 đến 5 năm. Còn nếu mà có nhiều cái loại mà polyp mà nó nguy hiểm, chờ nó 1 năm sau hoặc 2 năm sau tùy theo cái mối loại khác nhau. Cho nên cái soi họ cắt đi, nếu mà chúng ta không soi đi, chúng ta không cắt cục đó đi, thì tương lai là 3 đến 5 năm hoặc 10 năm sau cái cục có thể là ung thư. Và họ có thể, nếu mà cái bướu đó mà có thể nói là lành đi, nhưng mà họ cũng mang đi thử nghiệm coi đúng có rồi. Phải make sure là nó có loại bướu độc phải không? Dạ, thì nó có nhiều loại bướu khác nhau, có nhiều loại lành, loại dữ. Thì loại dữ thì bác sĩ sẽ soi gần hơn, coi sớm hơn, thay vì 3 năm hoặc 5 năm họ soi lúc hàng năm hoặc là 3 năm. Nếu chúng ta có nhiều cái bướu nhỏ thì khoảng 3 trở lên đi, thì bác sĩ có thể soi trước 3 năm hoặc 5 tùy theo cái loại bướu chúng ta. Cái quan trọng nhất là chúng ta nên đi truy tầm, đừng đợi có kết quả, đợi cái triệu chứng thì nó trẻ rồi. Vâng. Dạ. Thì trong quá khứ Hương Thơ có tự gọi là quay phim mình đi soi ruột ở bệnh viện Oncos, và quý vị thấy cười toe, không đâu có gì đâu, mà rất là nhẹ nhàng đúng không? Càng ngày thì nhất là tại bệnh viện Oncos máy móc rất là tối tân, và sự chăm sóc và rất là cẩn thận của các nhân viên y tá đó, thì quý vị sẽ phải an tâm đi soi ruột nếu mà chưa có cơ hội hay là còn ngần ngại.
thưa bác sĩ, người ta hay nói ung thư ruột già về ruột non nó có bị ung thư không thưa bác sĩ? Thường thường cái ruột già cũng có, nhưng mà cái phần đông là cái phần ruột già nhiều hơn. Cái ruột già là cái phần ruột già là cái phần cuối của cái cơ thể mình, là một cái nơi mà cái tiêu hóa cuối cùng của nó. Cái cái chức năng của ruột già là chi, là hấp thụ những cái nước hoặc là những cái dinh dưỡng của đồ ăn mình, và nó thải những cái đồ mà cặn bã ra. Thì cái phần đó nó dễ bị viêm, bị nhiễm trùng, hay nó dễ bị những cái polyp thì dễ gây ra cái mà thường thường ruột non thì nó ít khi bị, tại vì nó nằm ở trên lận. Vâng, thì câu hỏi cuối cùng là ngoài cái việc quý vị nên ghi nhớ là nên đi soi ruột tùy theo cái tuổi của mình, nếu mà bình thường không có gì hết thì 50 tuổi bác sĩ là bảo hiểm sẽ chi trả cho mình. Còn nếu trong gia đình có người bị ung thư ở tuổi nào thì mình trừ đi 10 năm, thì mình nên đi soi ruột sớm thì mình sẽ an toàn trên xã hội. Và thêm câu hỏi cuối là xin bác sĩ có thể nói về cách mình phòng tránh bên cạnh đi soi ruột, và để mình có thể ngăn ngừa cái ung thư ruột cho mình. Thì cái mà mình chú tâm hay nhất là soi ruột già. Nhưng mà ngoài ra như mình nói là khi mình ở một cái xứ mà mình dư thừa, với lại even ở Việt Nam bây giờ cái bị tăng cái ung thư lên cũng nhiều, tại vì càng ngày cái sự mình ăn uống mình không có như là hồi xưa, là mình nấu ăn thường xuyên, mình ăn thường là fast food, ăn mỡ màng nhiều, ăn thịt đỏ nhiều, thì quý vị cố gắng mình ăn nhiều rau, rau càng nhiều màu mỡ càng tốt, màu xanh màu đỏ đậm thì tốt, ăn nhiều chất fiber, chất xơ nhiều tốt, bớt lại cái thịt. Theo tôi nghĩ là bất cứ gì chúng ta ăn được hết, nhưng mà cái tốt chúng ta ăn nhiều, cái xấu ăn ít đi. Cái tốt là gì? Rau, bất cứ loại rau nào đều tốt. Về hàng thịt đó, thì thịt trắng tốt hơn thịt đỏ. Còn mỡ mặn ăn bớt lại, cái điều mà ăn cá tốt hơn nhiều ăn thịt. Cái điều nhất mà chúng tôi thường mà bất cứ một cái tuổi bụi mà liên hệ về sức khỏe, chúng tôi đều nói là tập thể dục là một cái nguyên nhân có thể giúp chúng ta vừa thon thẻ, vừa bớt cân, không bị béo phì, mà cũng làm cho chúng ta bớt lại, có thể làm giảm cái ung thư ruột già. Tại khi chúng ta tập thể dục ít nhất 15 phút một ngày, để mà cái sự tiêu hóa nó tốt hơn. Càng càng giống thì thường thường mấy người bác lớn tuổi thường nói tại sao tôi bị bó, tại vì khi chúng ta lớn tuổi chúng ta bị chậm chạp hơn, không hoạt động nhiều, thì cái phần chúng ta dễ bị bón hơn. Thì chúng ta tập hoài thì cái sự tiêu hóa nó cũng nhanh nhẹn, nó cũng làm cho tống những cái chất độc trong cái phần chúng ta ra, cho nên tập thì rất là tốt cho, nhất là về đường ruột, về cái sức khỏe chúng ta, mà cũng thể làm giảm tiểu đường, giảm áp huyết. Mà cái lý do tiểu đường là một lý do gây ra ung thư ruột già. Nếu chúng ta có những cái tật xấu như là hút thuốc lá thì chúng ta nên bỏ uống rượu. Thì thực ra uống rượu, nếu chúng ta uống rượu như là họ là xô là lâu lâu chúng ta uống một vài ly đây đó, một tuần một lần rượu đỏ thì ok. Nhưng mà nếu bị đừng uống hàng ngày, một ngày một chai vodka là hơi nhiều, hoặc là uống bia hàng ngày không tốt. Nhưng mà lâu lâu chúng ta xã giao, chúng ta có thể uống được, ít không sao hết. Lúc nào cũng nếu chúng ta đến cái đi khám bác sĩ thường xuyên, nhất là đến định kỳ, chúng ta sau 35 tuổi 40 tuổi ta đi khám bệnh, thì những cái thử máu thường thường không biết ung thư, nhưng mà chúng ta thử máu, chúng ta bị thiếu máu, bác sĩ có thể ôi tại sao thiếu máu, chúng ta tìm ra phân có bị chảy máu trong phân, chúng ta có thể truy tầm sớm hơn. Cho nên tôi khuyên là nếu chúng ta đến định kỳ hàng năm, chúng ta đi thử máu hàng năm. Có một cái phương pháp mới mà Hương Thơ nghĩ nó chưa phổ thông, đó là người ta thử phân đó bác sĩ. Thực sự không phải là cái phải phương pháp mới, cái đó là cũng lâu rồi, nhưng mà nó không thể thay thế cho cái soi ruột già được. Tại vì nhiều khi nếu mà cái cục bú nó nằm ở trên quá rồi, nó không, lúc đó nó không chảy máu, thì chúng ta thử phân cái ngày hôm đó đi, thì lấy cái đó nó không bị chảy máu. Tại vì cái máu chỉ rỉ lâu, chảy rỉ chút xíu thì nó cũng không có, nhưng mà còn hơn không. Thì hàng năm, mặc dù người ta khuyến ta soi ruột sau khi 50 tuổi, mà cứ 10 năm soi một lần nếu mà bình thường, nhưng mà hàng năm bác sĩ cũng khuyên chúng ta là hàng năm bác sĩ khi mà khám tổng quát họ cũng bắt khám phân một năm một lần. Ý là mình đã soi rồi hàng năm, soi 10 năm một lần, chúng ta cũng khám phân, tại lỡ chúng ta thấy có máu trong phân, bác sĩ cũng thể cho đi soi lại sớm hơn cái định kỳ của mình. Cảm ơn bác sĩ Mary Trần rất nhiều. Và đó là bác sĩ Mary Trần chuyên về y khoa gia đình. Nếu quý vị chưa có một bác sĩ để chăm sóc sức khỏe gia đình hay cho bản thân, xin quý vị ghi lại số phone trên màn ảnh. Và mọi thắc mắc về bệnh viện Orange Coast, xin quý vị liên lạc với Hương Thơ ở số 714-378-7969. Hương Thơ làm việc toàn thời gian trong vai trò nhân viên giao tế đại diện cho bệnh viện Orange Coast, giới thiệu các dịch vụ
của bệnh viện đến với cộng đồng Việt Nam chúng ta. Và Hương Thơ xin hẹn bác sĩ Mary Trần vào lần tới ạ. Dạ, xin cảm ơn Hương Thơ và cảm ơn các quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Tôi rất cảm ơn nhà thương Orange Coast đã cho cái thời gian để chúng ta có thể nói về những căn bệnh và chúng ta có thể truyền bá những cái sự mà truy tầm, những sự ngăn ngừa. Tôi nghĩ là một cái program rất là tốt cho cộng đồng chúng ta. Rồi, xin kính chào quý vị, hẹn quý vị vào lần sau nhé.